Đối với những người Nga đang cầm súng đứng về phía Ukraine trên chiến trường, bí mật là điều quan trọng nhất. Thế nhưng, sau cuộc đột kích vào Belgorod, có lẽ bí mật không còn là nguyên tắc của những tổ chức này. Họ là thành viên của một quân đoàn mang tên Nước Nga Tự Do. Số lượng thành viên chính xác được bảo mật nghiêm ngặt. Họ không bao giờ tiết lộ vị trí và những tuyên bố đưa ra luôn cẩn trọng từng từ ngữ. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, phát ngôn viên 50 tuổi của quân đoàn có mật danh là Seja đi qua những gì còn sót lại của một tu viện chính thống giáo ở Dolina, ngôi làng ở vùng miền đông Donetsk, nơi quân đội Ukraine vừa chiếm lại từ các lực lượng Nga hồi mùa thu năm 2022. Trong số những tàn tích của nó có một mái vòm bằng vàng hình củ hành đã vỡ vụn, một con sư tử bằng vữa và nhiều biểu tượng tôn giáo nằm rải rác trên mặt đất. Theo lời Seja, khung cảnh đổ nát cho thế giới thấy hệ quả của cuộc xung đột khủng khiếp như thế nào. Seja nói, tôi không chiến đấu với quê hương của mình, tôi không phải là kẻ phản bội, tôi là một người Nga yêu nước, luôn nghĩ về tương lai của nước mình. Quân đoàn Nga Tự Do được thành lập từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, là một phần của đội quân tình nguyện quốc tế mà phía Nga gọi là lính đánh thuê, đang hỗ trợ các lực lượng Ukraine trên chiến trường. Biểu tượng của tổ chức có hình bàn tay nắm chặt với các từ Nước Nga và Tự Do. Người phát ngôn Seja cho biết, quân đoàn tự hào có vài trăm người Nga là thành viên. Sau 2 tháng huấn luyện hồi tháng 5 năm 2022, họ đã được triển khai đến vùng Donbass, nơi Moscow đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn. Tới đầu năm 2023, Nga kiểm soát khoảng 97% diện tích Lugan và hơn 50% diện tích Donetsk. Một số binh sĩ của quân đoàn đã tham gia chiến đấu ở Bakhmut, nơi giao tranh diễn ra ác liệt suốt nhiều tháng. Dưới sự chỉ huy của lực lượng Ukraine, họ thường tham gia vào các đội pháo binh. Một sĩ quan Ukraine giấu tên nói, họ là những chiến binh chuyên nghiệp và có tinh thần chiến đấu. Họ làm công việc của mình một cách hoàn hảo. Viên sĩ quan này cho biết thêm, những người được tuyển mộ đã trải qua nhiều vòng phỏng vấn, kiểm tra tâm lý và thậm chí là kiểm tra nói dối để đảm bảo lòng trung thành của họ. Chuyên gia quân sự Ukraine Oleg Zhdanov cho hay, đóng góp của quân đoàn Nga ở bên ngoài chiến trường quan trọng đối với Kiev. Ông nói, họ tham gia vào các cuộc giao tranh nhưng không có tác động đáng kể do số lượng ít. Tầm quan trọng của họ mang tính chính trị nhiều hơn. Thật tốt khi Ukraine cho thấy được rằng có những người Nga ủng hộ họ. Trên mạng xã hội, quân đoàn này chủ yếu đăng các video tuyên truyền và tuyên bố đã nhận được hàng nghìn đơn đăng ký. Tất cả thành viên của họ đều có những động cơ riêng khi quyết định gia nhập, một số mang tính cá nhân hơn là chính trị. Một người đàn ông với mật danh là Tichy, nghĩa là im lặng, có vợ là người Ukraine, hai vợ chồng cùng hai con từng sống ở Nga. Cả nhà Tichy đang đi thăm gia đình vợ ở Kiev thì Nga phát động chiến dịch quân sự. Và người này nói, vợ tôi có thể sẽ không hiểu mọi chuyện nếu chúng tôi vẫn sống ở Nga. Kể từ sau khi giao tranh nổ ra, Tichy hầu như không có liên lạc nào với gia đình ở Nga. Anh này nói, họ đã bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền, nhưng tôi biết là họ vẫn lo lắng cho tôi. Tuy khi đang mô tả, những người bạn của anh đang ngồi trên ghế sofa ở Nga và lặp đi lặp lại, chúng tôi sẽ giải phóng Ukraine. Tuy khi coi những người lính Nga là đối thủ, nhưng dù đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Ukraine, anh sẽ không thể có được nó cho đến khi xung đột kết thúc. Anh nói, hiện tại tôi vẫn có hộ chiếu của đối thủ. Seja, người phát ngôn, từng làm bác sĩ vật lý trị liệu ở Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai ở Nga, và tự mô tả bản thân là người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu và không hài lòng về tình trạng của nước Nga. Seja nói rằng các ngôi làng ở Nga hiện có nhiều người say xỉn, nghiện ma túy hay tội phạm. Seja đã đưa cả vợ và con đến Kiev. Anh nói, vợ con tôi cũng sống trong sợ hãi trước những trận oanh tạc và cái lạnh, nhưng họ đồng ý với lựa chọn của tôi. Những người Nga chiến đấu với Putin, đó là những nhóm khác biệt về lý tưởng nhưng có chung mục đích là lật đổ chế độ của ông Putin ở Điện Kremlin. Hiện nay có hai lực lượng vũ trang chính, đó là Quân đoàn Tình nguyện Nga và Quân đoàn Nga Tự Do. Denis Kapustin, biệt danh Wyrek, là nhân vật nhiều màu sắc, từng là doanh nhân, cựu hooligan, người sáng lập một thương hiệu thời trang. Kapustin lớn lên ở Đức nhưng sau khi bị cấm vào không gian Schengen vì mang lý tưởng phát xít. Tại Kiev, người này đi đâu cũng có hai vệ sĩ bịt mặt đeo súng AK hộ tống. Nói thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nga, Rex từng tham gia cuộc chính biến Maidan.
vài tuần sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt được phát động, thấy có những đơn vị người Georgia, Chechnya, Belarus, Ba Lan trong quân đội tình nguyện nước ngoài, Rex bèn thành lập một binh đoàn gồm toàn người Nga lưu vong để giúp Ukraine và bản thân đã từng chiến đấu tại Zaporozhia. Còn Ilya Bogdanov xuất hiện trên những tấm ảnh được phe nổi dậy ở Belgorod đăng gần đây thuộc quân đoàn tình nguyện Nga. Đây là cựu nhân viên tình báo FSB, 34 tuổi, đã rời Nga để tham gia cuộc chính biến Maidan, rồi chiến đấu trong nhóm Dân quân, Dân tộc chủ nghĩa. Khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, Bogdanov gia nhập một nhóm tình nguyện được tình báo quân đội Ukraine GUR trang bị tên lửa chống tăng tấn công những đoàn xe Nga ở Kiev. Một tháng sau bị thương, người này nhập vào binh đoàn của Denis Kapustin. Còn Roman Popkov và Elena Borovska, hai nhà báo đồng thời là nhà hoạt động Nga, xưa nay vẫn đối lập với Vladimir Putin, đã rời Moscow đến tị nạn ở Kiev vài tháng trước chiến dịch quân sự đặc biệt. Cả hai nói rằng đã thành lập kênh Telegram mang tên là Rospartizan, có 30.000 người theo dõi, chuyên thống kê những hành động phá hoại trên đất Nga như phóng hỏa văn phòng tuyển mộ, phá đường sắt dành cho các đoàn tàu quân sự. Nhà đối lập Ilya Ponomarev, cựu dân biểu Nga, người từng phản đối việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014, được cho là người đang cố gắng kết nối các nhóm vũ trang và đối lập này và nhấn mạnh họ không phải là khủng bố mà là những chiến binh tự do. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.